Đây là giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Mọi người đến đây là để học, ở đây hướng dẫn cho cái cách để mà chúng ta chữa trị, chứ không phải là chỗ chữa trị. Cho nên mọi người cứ tính là tới đây là để được chữa trị là không có đúng. Nhưng là đến đây ông chỉ lo tập đi, mà đòi chữa trị, đợi nó chữa. Là tôi định là tôi không có xuống. Tôi nói là thôi, mọi người nếu nói về là tôi không nhận chữa bệnh, tôi đã nói từ đầu rồi mà. Còn ra kia gây gỗ là đến đây đi được chữa bệnh, ở đây đâu có nhận chữa bệnh. Mọi người hiểu sai cái mục đích ở đây rồi. Tại vì ở đây mình đã nói đi nói lại để cho mọi người hiểu cái cách để mà mình lo sức khỏe cho mình. Thực ra là cái mà thức tâm của con người ta là lúc này là gì biết không? Là phải lắng nghe mình, lắng nghe chính mình, nhìn các bạn. Rồi phải tự săn sóc, rồi phải tự lo cho mình. Không, ở đây không phải là chỗ đi làm tiền. Cho nên đó là mọi người thấy những người mà bị bệnh là cứ vô trong cái chỗ thầy thuốc, rồi thầy thuốc cứ lấy tiền. Cái chuyện đó là ở đây không làm chuyện đó. Thì mọi người có thể, ở đây tôi chỉ cho mọi người có thể là đi đến có chữa trị liền. Một là cứ đi ra ngoài nhân thụ này, đi thẳng lên cái bệnh viện Thống Nhất nè. Kế bệnh viện Thống Nhất đó có bệnh viện phục hồi chức năng, chuyên môn chữa cột sống, lưng cột sống cổ, mọi người cứ vô đó là người ta chữa cho. Còn nếu mà ai có điều kiện thì đi xuống ngay chỗ ông thầy nè. Ông chữa một lần 1.650.000 á. 2.700.000 rồi đó. Thì lên chữa chú ông. Có chỗ đàng hoàng. Thấy không? Gọi đây không phải là chỗ chữa bệnh. Ở đây không có làm tiền cái gì đó. Thấy không? Mà tôi mà làm tiền tôi chữa bệnh cái là tôi nhiều tiền lắm á. Thấy không? Mà tôi không làm cái điều này. Tôi phải mở cái lớp để hướng dẫn cho mọi người để làm sao cho biết săn sóc sức khỏe của mình. Rồi phải chú ý. Rồi ngay cái chuyện mà nhắc đi nhắc lại hoài ăn uống nè. Hút không khí nè, chườm đá nè, uống nước ớt nè, bốn cái đó nội đó không á, là mình đã hết bệnh 60%. Còn cái chữa bệnh á, nói thiệt với mọi người, chứ chữa này chơi cho vui thôi. Chữa xong rồi về đau lại. 4 ngày đau lại. Vài ngày đau lại. Cho nên á, là để cho nó, cái điều quan trọng là đây phải khỏi hẳn. Phải khỏi hẳn. Cái điều đó là phải nhớ điều đó. Ở đây phải đến làm sao mình để mình chữa khỏi hẳn. Do đó là đây phải mở lớp dạy là vậy đó. Còn thậm chí đi nè, thành ra là ví dụ như có ông thầy thuốc lại học là tôi này rất là vui. Tại sao biết không? Tại vì mấy anh thầy thuốc mà học á thì lại giúp là nối dài cái tay mình thêm để giúp cho đời. Chứ còn tôi này không ở đây không có một ích kỷ, không có một gì hết á. Chỉ là chỉ hết á. Đây mấy em nữa đi theo nó học, bây giờ nó đứa làm được hết rồi. Nhưng mà tôi nói tôi mà muốn làm tiền dễ lắm. Tôi mở cái phòng khám ra, tôi cho mọi người cứ ngồi đây đi. Rồi tôi đóng cái cửa ở ngoài sau đây. Rồi đây tôi ai đi lụm cụm, tôi cho biểu diễn đi lụm cụm, xong tôi cho chung vô đây. Ở đây làm gì không biết, làm xong chút xíu ra chào vào. Làm sao mọi người không tin được là tôi lấy bao nhiêu tiền cũng được á. Mà tôi nói nhắc đi nhắc lại, ở đây điều trị chữa bệnh không dùng thuốc. Mà ra tôi đâu có muốn mọi người uống thuốc đâu. Nói mọi người cứ nhịn ăn, hút không khí chồng đá là sẽ gọi bệnh. Tại sao vậy? Tại vì mình dùng thuốc á, là cái đó là mỹ dân. Tôi dùng cái chữ mỹ dân á. Như tôi mà tới đây tôi chữa bệnh vậy á, tôi nói làm cái này không bớt đâu nha, phải uống thêm thuốc nha. Thì lúc đó tôi lấy tiền, mọi người lấy thêm tiền thuốc. Nhưng mà thiệt ra là chỉ cần tập luyện, chỉ cần thực hiện đúng như lời hướng dẫn tôi này thì mọi người khỏi bệnh rồi. Thì tại sao mình không làm? Tại sao mình không ý thức được cái con người mình? Cái mà bây giờ phải thức tâm con người ở chỗ là phải nghĩ đến cái sức khỏe của mình. Mọi người hiểu không? Phải lo cho mình, đừng có trông chờ ai hết. Còn đi đến bác sĩ, đầu tiên là cho uống thuốc. Uống chừng nào tới đau bao tử thì thôi. Rồi bắt đầu chích thuốc. Chích thuốc đã đời rồi, mổ. Mọi người thấy không? Cái chu kỳ đó không phải ở Việt Nam này đâu, mà trên thế giới, ở nước nào cũng vậy. Nó đều đi vậy đó. Còn ở đây á, là còn đỡ. Ở bên Đức nè, tôi qua Đức nè, thì mọi người coi đau chút xíu cũng mổ, đau chút xíu cũng mổ. Thì cái đó đâu có tốt gì cho mình. Do đó là tôi yêu cầu mọi người cứ cố gắng học, rồi cái gì thực hiện ở đây. Ở đây á, mọi người lên đây mà tôi hỏi có nhịn ăn không, mà không nhịn ăn là tôi giận lắm, tôi còn muốn đuổi về, tôi không cho ở đây. Tại vì cái đó là giúp cho mình, tại sao mình không làm? Nghe không? Ừ. Cái gì tốt người ta nói cho mình không chịu nghe. Nghe không? Vì cứ thích là tốn tiền, cứ thích là tiền trao cháu múc. Trời ơi, đừng múc không nổi đâu. Tiền bao nhiêu mà múc.
Hốp đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.